Chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay Lan Anh vào bếp, bếp nhà Lan Anh hôm nay có món cá cơm mùng trật trụng rang với lại trứng. Ở đây có 200 gram cá cơm mồm trụng, và Lan Anh có một xíu hành lá, 4 củ hành tím, 4 quả ớt, ớt cay, ớt kim cay, ớt hiểm cay, 2 tép tỏi và 2 quả trứng, trứng gà. Lan Anh bỏ cá cơm mồm vô trong cái vợt lưới như này và rửa trên vòi nước, mở nước nhẹ nhẹ thôi các bạn, cho để nó nát, vì cá chín rồi nó dễ nát lắm. Rồi xem thử có con tép con gì mà cái đầu nó lớn, con tôm gì á mình không thích, hay con cá gì lẫn lộn vô mà mình không thích thì mình lụm ra. Rồi nó đã sạch rồi các bạn, bây giờ mình để hơi ráo nước một xíu rồi mình bắt đầu vào bếp. Để làm cho cái món này thơm ngon thì Lan Anh có một miếng vỏ cam cánh sành bình thường á các bạn. Rồi Lan Anh sẽ xếp cái này thì nó có mùi thơm, nhưng mà khi mà mình nấu chung thì nó có một chút vị nhẫn nhẫn, cho nên là Lan Anh không có xét nhỏ ra, để tí mà ai không thích ăn được cái vị nhẫn này có thể lựa ra nó dễ các bạn. Bỏ vào trong trứng 1 phần 2 thìa cà phê tiêu xay, 1 phần 2 thìa cà phê đường, 1 phần 2 thìa cà phê bột ngọt. Đánh đều lên. Cái trứng này mình không có bỏ muối hay bỏ mắm hay bỏ hạt nêm gì hết. Mình sợ là cá cơm mùm trụng nó có vị mặn rồi, tí nữa mình khó điều chỉnh đó các bạn. Bỏ vào đây một xíu xíu, xíu bột nghệ nha các bạn. Hết toàn bộ chỗ hành lá luôn. Bắt cái chảo lên bếp, bật lửa, lửa lên. Rang cái vỏ cam lên một xíu cho nó thơm các bạn. Đầu đó nghe các bạn. Bây giờ Lan Anh bỏ cá cơm, cá trụng thì nó mềm, con cá này nó mềm lắm các bạn. Để cho nó khỏi gãy nát. Tiếp theo là anh bỏ ớt vào này. Sau đó mình bỏ tỏi vào, bỏ hành vào, chưa bỏ dầu nha các bạn, hồi nãy Lan Anh chưa bỏ dầu nha. Bây giờ Lan Anh mới bỏ vào đây 2 thìa ăn canh dầu ăn. Giờ hạ lửa xuống các bạn.
nghiêng chảo cho dầu đi hết khắp. Rồi giờ mình thử thử nó có nát không nha. Không hề nát. Đây, bây giờ là cá đã, cá cơm mồm rang trứng đã sắp được rồi các bạn. Lan Anh sẽ nếm thử để xem là vị của nó như thế nào để mình điều chỉnh. Bỏ lửa nhỏ xuống tao nha các bạn, tao từ từ cho nó khô lại. Lúc này Lan Anh thêm vô một thìa cà phê dầu ăn để cho cái mạch cá nó bóng bóng á, mạch trứng nó bóng bóng, nó đẹp á các bạn, với lại nó ngon nữa. Rồi bây giờ Lan Anh sẽ nếm thử. Có mấy miếng mà nó trứng nó đóng lại này á, mình tách ra chứ sợ nó chưa, ở bên trong nó còn đóng trứng nó chưa chín ấy, cho mình để lửa nhỏ á. Bạn biết không, cái món này á mà chưa ăn á thì nhìn thấy như này, nhưng mà ăn rồi là ghiền á các bạn, nhất là mấy bạn nam hay là mấy chú mấy bác mà nhậu á, mình xào đơn giản cái này mình bỏ lên thôi, cái mùi vỏ cam nó thơm nó dậy lên á, với cái mùi cá mùi trứng ngon lắm các bạn, ăn mà nhớ hoài á. Ăn một miếng vỏ cam này kèm với một miếng trứng và cá. Ngọt đậm đà, thơm lắm, ngon lắm. Không cần bỏ thêm cái gì nữa các bạn. Nếu mà ở nhà mình mà không ăn được vỏ cam á, lúc này bạn cũng có thể, những ai không ăn được thì gấp để qua một bên này cho những người ăn được ăn á các bạn. Đó, Lan Anh xách dài này để dễ nhìn thấy. Nhưng mà các bạn làm thử đi, không có đắng đâu, ngon lắm. Bây giờ Lan Anh sẽ múc ra nghe các bạn. Lan Anh đã hoàn thành cái món cá cơm mồm rang trứng. Đó, rang hẳn lên đó các bạn, chứ không phải đổ chả không đâu. Đổ chả cũng ngon nhưng mà hôm nay Lan Anh rang trứng. Nếu mà nhà các bạn không ăn được vỏ cam thì đừng bỏ vỏ cam, mà nếu ăn được ít thì bỏ ít cho nó thơm. Sau thời gian vào bếp thì mình đã hoàn thành cái món cá cơm mồm trụng rang với lại trứng. Nếu mà nhà mình nó không có thích ăn vỏ cam thì các bạn có thể bỏ ít hoặc là không bỏ. Nó rất hợp lý cho những cái buổi tiệc rượu hay tiệc bia mà nhâm nhi á các bạn. Xin hãy lưu lại để tham khảo, hãy chia sẻ và đăng ký kênh, tiếp thêm động lực mình sẽ làm thêm nhiều video hơn nữa gửi đến các bạn. Xin chào và xin cảm ơn.